Mình làm hồ dịch vụ ngay trước thả 8 con lốc bông dơ nó phá táp cả rô 8 làng, có cách nào xử lý không Hoa? Em thấy có rất là nhiều hồ câu lúa thả lốc bông xong rất là khó câu nhá. Tại vì xuống đó cái lượng thức ăn nó nhiều, với lại kiểu như môi trường của nó không hợp hay sao ấy. Cách duy nhất là tè tè hoặc là mang lưới mà quét thôi anh ạ, câu không ăn đâu.